Hello, xin chào cô chú anh chị. Đây là 7 giờ sáng nha mọi người. Trước khi mình dậy mình cũng xem đứng ngắm cái giàn lan của mình nè. Rồi ngắm xong mình đi chiên cơm. Cơm mình nấu từ ngày hôm qua còn làm biếng nên mua đồ ăn sáng quá. Lấy cơm mình nấu còn dư ngày hôm qua mình chiên luôn. Chiên để ăn sáng. Trứng gà nha mọi người, trứng gà nhà mình đẻ, mình lấy mình chiên luôn. Tỏi, hành, trứng, đầu dầu nó nóng lên rồi mình phi hành với tỏi lên cho nó thơm. Đâu mình bỏ tảo, bỏ tỏi vô, đảo đều phi lên cho nó vàng, dậy cái mùi thơm lên. Bắt đầu mình chiên cơm. Giờ nó vàng đã. Nghe cái mùi thơm rồi đó. Tay cầm máy quay một tay xếp cơm nó sẽ bị khó nên mình đổ vô luôn đó. Xong rồi mình đảo thôi, đảo chừng nào cho cái hạt cơm nó săn lên, nó vàng lên mình mới cho tới sau nha mọi người. Buổi sáng bếp thì mình nó hơi tối á, mình mở điện nha, mở điện lên mình vẫn vẫn còn thấy tối tối. Đảo cho cái hạt cơm nó săn lên nó vàng, đảo một hồi mình mới cho trứng đi. Đảo cái đoạn này là cho hạt lên nè, nhưng một xíu thôi, xíu xíu hạt lên nè. Vào bắt đầu đảo, cứ đảo đảo chừng nào cho hạt cơm nó căng lên, hạt cơm nó căng lên mới được nha mọi người. Đi làm biến cái ngoại làm biến đi. Mình nghĩ cơm này mình chiên ăn là buổi sáng nó cũng chắc bụng hơn. Chiên cũng đã xong rồi mọi người. Cơm nhìn ngon tơi tơi ra cũng ngon. Xong rồi là mình lấy ra một tô mình ngồi trước khi nhà mình ăn sáng thôi. Giờ này chim hót líu lo, vừa ăn sáng vừa nghe chim hót. Cơm nó vàng đã mọi người, mời mọi
mọi người ăn sáng còn mình nha. Có ai xem video của mình cho nhớ cho mình một like và một share đăng ký kênh để mình có cái động lực để làm video ra tiếp theo thì mọi người xem cho mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều đã dành thời gian quý báu xem video của mình. Rồi bây giờ cũng hết tô cơm rồi. Đầu mình đi uống nước xong đi làm cái công việc của mình thôi.